mình mua đó, ở gì à, ăn gỏi thì khỏi nói bao la, nhất là ngon vậy trời. Mặn thôi. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì xin lại tiếp tục thêm một cái món ăn mới nữa. Hôm nay thì kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV của mình đó, là mình sẽ làm một cái món ăn, đó là cái món cá dỗi này cả nhà. Đây là gọi là cá liêm kiềm biển đó mọi người. Mình mua tới 2kg nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng với thằng em của mình làm một cái món tái chanh. Cá còn tươi đàng hoàng luôn mọi người ơi. Rất là rẻ nha, ở mình thì chỉ có 6-70 ngàn một ký thôi. Cái này thì mình mua 60 ngàn một ký đó cả nhà. Giá cả ở đảo như thế nào thì mình nói vậy luôn. Bây giờ không để cả nhà chờ lâu, chúng ta bắt đầu đi thưởng thức cái món ăn này nha. Đây là 2kg cá dỗi nha. Ở đảo mình thường thường hay gọi loại này là loại cá dỗi nha cả nhà. 2kg này là mình mua đó, ở ngay chỗ cầu cảng bán rất là nhiều. Có khi là người dân xung quanh của mình cũng bán. Ở cảng thì bán 60, còn ở gần gần chỗ mình bán thì cũng thường thường người ta sẽ đi lấy lưới đánh thì 40 ngàn ký. Bây giờ hôm nay thì mình sẽ bắt đầu làm tái chanh để cho mọi người cùng thưởng thức với mình cái món này nha. Ai là dân nhậu sẽ biết cái mồi này rất là ngon và bén. Cùng chế biến và bắt đầu thưởng thức cái món này với mình nha cả nhà. Bây giờ là mình cùng với thằng em của mình sẽ làm một cái món cá gỏi nha cả nhà. Đây là cá liêm kiềm biển á. Tại vì ở đảo mình thường thường hay gọi nó là cá dỗi. Cá dỗi nha. Còn cá xương xanh mỏ dài là khác nữa nha cả nhà. Cái này nó chỉ có một cái mỏ dài thôi, như là một cái mỏ ngắn. Còn đây là còn cái con cá kia là cá xương xanh, là nó tới hai cái mỏ đều dài ha. Hôm nay thì mình sẽ làm cái gọi này, cái cá gỏi này. Xương xanh thì mình nghe nói cái loại cá nhói kia thì ăn nó hơi bị nhức mũi, ai mà bị viêm son á. Còn cá dỗi này thì ăn gỏi thì khỏi nói bao la, nhất là cái món gỏi này nha, ăn rất là đã luôn, thật rất là ngon. Không biết cả nhà như nào chứ đối với mình thì cái loại nhỏ mình làm gỏi thì nó ngon hơn. Em mình thì lâu lâu nó về nó chơi á, cũng như nó đi học này kia hay đi làm gì đó thì nó về, nó hay tổ chức một cái đồ ăn uống như thế này. Thì hôm nay thì mình sẵn tiện mình gửi đến cho cả nhà một cái món ăn hấp dẫn thật là tuyệt vời cùng với hai anh em của mình. Đây là cá tái chanh nha, cá dỗi tái chanh.
nhưng mà mình sẽ làm khác hơn của các anh em khác nha. Tùy theo chỗ, có chỗ thì làm ngon hơn, thì có chỗ sẽ làm dài hơn, có chỗ thì làm vừa hơn, thì em mình nó sẽ làm cái miếng bự bự ăn nó ngon hơn nha cả nhà. Mời cả nhà đón xem nha. Giờ bắt đầu mình cùng với thằng em mình làm nha. Còn đây là cá chiên, cá mình cũng vừa mới mua về để mà mình ăn với cơm luôn cả nhà. Thì đó, đây là cái loại cá, cái này là cái dìa nha, cái dìa. Vợ mình đã chiên giòn hai bên đều rất là ngon luôn, có ướp một chút muối để cho nó hơi mặn mặn ngọt ngọt vậy đó. Rồi để mình ăn cơm nha. Rất là ngon nha cái nhà, nó nhìn rất là thèm nha, cá hóa trời đã luôn cả nhà. Sau đây thì mình đã hoàn thành cái phần sắc thịt rau nha. Bây giờ làm thêm một cái miếng nước chấm nữa để mà mình ăn với cá nha. Bây giờ là mình sẽ để cá thấm với chanh, đã nặn chanh vào hết rồi đó. Nhìn quá trời cay cay, quá trời đã luôn, có thêm miếng hành nữa. Rồi mình bỏ vào để mình ăn, mình chờ trong vòng cỡ 15 phút thôi, 20 phút đó cho cá nó thấm. Rồi mình nặn ít chanh ra mình ăn nha. Quá trời ngon cả nhà ơi. Lá dừa cả nhà ơi, mệt quá quá trời mệt rồi cả nhà. Bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức cái món này nha, rất là ngon nha, ngồi bén ở cả nhà. Đó, hoàn cảnh xung quanh có gì thông cảm nha. Cái nhà lá dừa, mời cả nhà nha. Bây giờ mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi, có dưa leo, rau, rồi cá nữa, sắc bự bự ăn với đã, nước mắm nữa. Giờ mình ăn với dưa leo nha, cắn cái cho đã coi. Trời ơi, đã ngon vậy trời, cả nhà thưởng thức trước cái dưa leo cho đã nha. Cá bây giờ bắt đầu thấm rồi đó, miếng nào nó vừa bự không à. Ôi, lấy miếng bự rồi, chấm vô. Đó, nó đã không? Trời ơi, chết người luôn ở nhà ơi, đã. Trời ơi, nhìn kìa. Ui, cay lắm nha. Trời ơi, trời. Thằng em mình nói nó đâm tới mười mấy trái ớt luôn, biết sao đây nữa. Trong cá cũng một ít ớt nữa, rồi giờ cái tô này nữa. Rồi thêm một chai rượu, quá đã luôn. Trời ơi, rượu sướng ghê quá nha. Mồi này phải uống với rượu mới đã, chứ uống bia là sai nha cái nhà. Giờ mời cả nhà thưởng thức nha. Quá trời đã cả nhà ơi, ngon ghê luôn. Bây giờ là mình sẽ cuốn vào bánh chán để mà mình ăn nha cả nhà. Trời ơi, trời ơi, nước mắm nó đã, nó chua chua nè cả nhà ơi. Nãy mình ăn như một lần rồi, nó ngon lắm ở nhà. Thằng em mình làm cay dữ lắm. Rồi ăn nó đã ghê. Ôi sướng lắm ở nhà, ngon quá các bạn nha. Chua chua với lại thịt cá nó ngọt. Nó không ngọt mấy ở nhà, vừa đủ ăn luôn. Nó đã lắm ở nhà, ngon. Trời ơi, sướng gì đâu. Làm thêm vài cú nữa nha. Làm sao mà có thể thiếu ly rượu này được. Mời cả nhà nha. Quá trời đã luôn ở nhà ơi. Ồ ừ, nó đã nó xuống trời. Ai mà dân nhậu sẽ biết mình đang nói gì. Trời nó đã, ngon lắm ở nhà. Ồ dễ gỏi này ăn đã thiệt. Nhưng mà thưởng thức một chai rượu vậy là quá đã rồi, còn gì nữa đúng không ở nhà. Ồ cả nhà thấy ngon không? Quá trời quá đất, quá ngon. Chỉ biết ớt, chén ớt. Ồ cay. Nó đã, cay gì nó mới sướng cả nhà. Chứ ăn mà nó không cay là không đã. Đó. Trong nhà hàng làm gì mà có cái miếng gỏi bự vậy, sắc nhỏ lắm. Nhưng mà cũng ngon nha. Em mình thì nó kiểu như là nó nhậu với mấy lão tiền bối của nó quen rồi, nên nó sắc bự bự vậy, chấm cho nó sướng, ăn cho nó đã miệng. Rồi trời đã ghê không, chịu gì nổi trời. Cả nhà nhớ đừng coi những lúc đói như thế này nha, phải ăn cơm trước đi, trước khi xem những cái món ăn của mình nha. Trời chịu gì nổi, miếng nào mấy bự không à, quá đã luôn cả nhà. Ôi đã quá đi. Cái đại nước này nè. Cái này. 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 C
luôn. Họ hỏi vậy là từ đây từng giếng vô đó muộn chi trời nó vậy. Chắc từng phòng họp đi chứ. Ôi trời. Lại vậy. Làm bụng như leo nha mọi người. Mày ơi. Trời gấp gì? Đi đứa hả? Đổ đi vô. Làm gì má? Trời nó bên đổ nha. Đổ miếng. Đổ đây nè. Em gặp những cái ly. Vô. Góc nửa thôi má. Ờ, à, nửa thôi. Rồi im mà. Mới mua vậy đó hả? Uống giỏi lắm cha. Trời, mình ăn nãy giờ no luôn cả nhà, quá trời ngon luôn. Hồi à, cái cảm giác mà mình chấm chấm vô vậy nè, ăn nó xuống đúng không cả nhà, rất là ngon luôn á, quá trời luôn. Cả nhà nhớ là khi mà mình làm cái cá thái chanh này nè thì mình nhớ sắc bự bự gì ăn nó mới đã à. Còn cả nhà nào thích ăn sợi sợi dài dài á, thì mình sắc dài dài ra. Còn anh em mình thì thích ăn như thế này nè, nó ngon mà nó đã mà nó mau no nữa. Nếu mà cả nhà không muốn no thì cả nhà đừng có cuốn với bánh tráng nha, nghĩa là mình ăn vài cuốn thôi, rồi còn nhiều thì mình nhâm nhâm nhi nhi để mình nhậu là đẹp. Ồ, quá trời ngon cả nhà ơi, cộng thêm chai rượu Huyền Thoại này nó quá đã luôn, chai rượu quá đã luôn nha, rượu ngon tuyệt vời luôn. Nhấp đi vui. Đã quá trời, là mồi bén á. Bấm. Đã. Chơi chưa? Tỏ gì nè. Chơi.
Bây giờ là mình đang còn một cái chén cá nữa mọi người ơi. Quá trời hấp dẫn và đã luôn, cả nhà thấy không? Nước chấm hết luôn rồi. Đó, mấy đêm mình ăn hết trơn luôn. Giờ mình còn như đây, giờ mình thưởng thức luôn cả nhà. Quá đã luôn cả nhà, làm sao mà bỏ phí được cái miếng mồi ngon bén vậy, ăn rất là đã nha. Rồi, cả nhà ơi, mình xin hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới. Cả nhà nhớ đăng ký subscribe, chia sẻ cho kênh ẩm thực và du lịch sinh TV của mình nha, để mình có thêm động lực để mình ra nhiều cái sản phẩm ngon và hấp dẫn hơn như vậy nữa. Trời ơi, nó cay nó đã quá. Thôi mình ăn tiếp nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và theo dõi nha. Bye. Cảm ơn mọi người nha.